Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Phòng ngự Ukraine thất thủ, lực lượng Nga tiến vào trung tâm thành phố Mariupol. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, với sự hậu thuẫn từ quân đội nước này, phe ly khai ở Lugansk đã giải phóng hơn 90% lãnh thổ của nước Cộng hòa, đề cập tới Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 20 tháng 2 ký sắc lệnh công nhận độc lập đối với Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine. Moscow sau đó tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine nhằm phi vũ trang và phi phát xít hóa. Thành phố cảng Maripo trở thành mục tiêu của các đợt không kích từ ngày 26 tháng 2 và tình hình chiến sự tại đây ngày một căng thẳng, khi các cuộc giao tranh trở nên dữ dội hơn. Giới chức Ukraine ước tính hơn 2.500 cư dân tại Maripo đã thiệt mạng tính đến ngày 15 tháng 3, con số này chưa được kiểm chứng độc lập. Cả quan chức Ukraine và nga đều mô tả tình hình nhân đạo tại đây là thảm khốc và đang trở nên tồi tệ nhanh chóng. Kiev cho biết khoảng 30.000 dân thường đã sơ tán khỏi trào lửa Mariupol, nhưng vẫn còn hàng trăm nghìn người khác mắc kẹt giữa những đợt pháo kích mà không có điện, nước và hệ thống sưởi ấm. Ba tuần kể từ khi nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhiều thành phố lớn của nước này dần trở thành mục tiêu của các cuộc vây hãm lớn. Kể từ ngày 1 tháng 3. Khi lực lượng Nga khép vòng vây Mariupol, các đợt không kích và pháo kích vẫn trút xuống gần như mỗi phút, biến thành phố cảng với khoảng 430.000 dân trở thành biểu tượng cho chiến sự ác liệt giữa quân đội Nga và lực lượng Ukraine. Thành phố cảng của Ukraine dần rơi vào hỗn loạn và tuyệt vọng khi lực lượng Nga tiếp tục siết vòng vây. Nhiều công sở, nhà dân đã trúng bom, đạn pháo. Số nạn nhân thiệt mạng nhiều khiến người ta phải đào các hố chôn tập thể. Thực phẩm dần cạn kiệt nhưng nguồn viện trợ nhân đạo khó tiếp cận. Điện nước gần như không có, khiến nhiều người dân phải đun tuyết lấy nước uống. Một số người còn để lại con ở bệnh viện, với hy vọng con có cơ hội sống ở nơi có điện nước đầy đủ. Một số khác phải phá đồ nội thất để đốt bếp lò tự chế từ gạch và mảnh kim loại nhằm sưởi ấm đôi tay lạnh cóng và nấu chút đồ ăn ít ỏi còn lại. Trước khi bị tấn công, Maripo đang trên đà phát triển mạnh mẽ nhờ các nhà máy sản xuất sắt thép, cảng nước sâu và nhu cầu toàn cầu lớn. Ngay cả những tuần khủng hoảng nhất của năm 2014, khi thành phố gần như rơi vào tay của lực lượng ly khai, được Nga hậu thuẫn, cũng đã mờ dần trong ký ức. Trong những ngày đầu Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, khi mọi người vẫn có thể rời đi, nhiều người dân Mariupol đã chọn ở lại, nghĩ rằng họ có thể đón nhận bất kỳ điều gì xảy ra tiếp theo. Nằm giữa khu vực ly khai ở miền đông Ukraine và bán đảo Crimea, Mariupol có thể trở thành một phần quan trọng trong hành lang trên bộ nối thông hai khu vực nếu Nga có thể kiểm soát thành phố thành công. Tuy nhiên, nỗ lực đàm phán để thiết lập hành lang nhân đạo đưa dân thường rời khỏi Mariupol đã thất bại trong suốt nhiều ngày.